cho Phương Lê đúng xuống đúng 15 ký để tỏ tình với Luân. Quý vị biết là Luân thì luôn sợ, luôn lo là bởi vì xuống một lúc mà mười mấy kg thì nó rất là mệt. Nếu như chúng ta dùng những cái loại mà nó không rõ nguồn gốc, rồi chúng ta có thể dùng những cái loại mà chúng ta ăn kiêng, rồi chúng ta uống những cái loại trà mà không rõ nguồn gốc, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó mất đi cái sức khỏe. Thế là Luân tìm tòi ở trên mạng các loại hạt nó có thể giúp cho cái cơ thể mình nó đầy đủ chất. Thì Luân đã có một cái clip, và Luân clip vào đó Luân chọn những cái loại hạt, tất cả những cái loại hạt để xay ra và mỗi ngày cho người mang qua cho Phương Lê uống. Thì phải nói là lúc đầu thì bạn ấy uống, nhưng mà bạn ấy phối hợp với ăn. Nhưng mà Luân mới nói là thôi bây giờ nếu như em xuống một lúc 15kg thì nên ngưng ăn tinh bột. Bởi vì quý vị biết là Phương Lê lần nào livestream cũng để một dĩa đồ ăn, đúng không? Nhưng mà khi mà uống sữa này rồi đó thì Phương Lê bắt đầu mới là nghe lời Luân là không ăn và uống. Và quý vị biết là mỗi ngày Luân phải xay những cái loại hạt đó, tìm những cái loại hạt đó và Luân xay ra, Luân làm cái thức uống mang qua cho Phương Lê uống. Thì rõ ràng xuống cân quý vị. Bị đen nha quý chị. Quý vị biết là mỗi khi mà Luân chuyển khoản cho ai tít là liếc liền. Tôi thấy rồi đó. Nhưng mà em cũng không có tin 100% đâu. Ủa, vậy mình ngồi ở đây để mình bóp phốt nhau hả? Mọi người thích điều này đúng không? Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Và đó là hai chị quá tình cảm quá đúng không ạ? Và cho nên là Luân đã tìm hiểu và thống nhất với nhau là Phương Lê đã nhận lời làm người bạn trăm năm của Luân. Và vừa rồi thì quý vị thấy là Luân và Phương Lê cũng đã có một cái buổi đính hôn. Tuy là không có rầm rộ, không có mời họ hàng hai bên, nhưng mà trong cái buổi lễ đính hôn đó với những người em, những người bạn đã chứng kiến, và Luân cũng đã đăng hình ảnh của mình trên các trang mạng và báo chí chính thống đã chia sẻ về cái đêm đính hôn đó. Luân hy vọng là sắp tới nữa thì Luân và Phương Lê sẽ nắm tay nhau, mình sẽ có một cái buổi ra mắt với lại fan hâm mộ của mình và gia đình hai bên. Đó là một cái lễ cưới. Sẵn sàng thì quý vị chúc mừng được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, nhưng mà Phương Lê nói là anh ơi, nếu mà mình cưới nhau thì khi nào Chibi thành công thì mình mới cưới nhau. Lê là một cái người phụ nữ mà sẽ cùng với Vũ Luân đi đến suốt cuộc đời. Đó là ý Luân thôi nha, còn ý người ta là Luân không biết á. Chừng nào có mango đi rồi tính. Vâng ạ. Có thể nói là sau những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy chị Phương Lê là một người phụ nữ rất là ân cần.